Mới đây thì cư dân mạng đã truyền tay nhau một clip hai cô gái cùng với các cảnh sát giao thông truy đuổi một chiếc xe điên lao ở trên phố Sài Gòn. Mạng xã hội gần đây thì xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô 7 chỗ lao vun vút ở trên đường suýt gây ra tai nạn hàng loạt khiến cho cộng đồng mạng vô cùng xôn xao. Cụ thể là đoạn clip gần 9 phút do người ngồi sau xe máy ghi lại. Được biết vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 24 tháng 4 tại khu vực quận 12 thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông Bình Triệu rượt đuổi, chiếc ô tô 7 chỗ chưa rõ người điều khiển bất chấp tháo chạy với tốc độ tử thần. Hai cô gái chạy xe máy trên đường chứng kiến vụ việc cũng phóng xe đuổi theo chiếc xe ô tô. Trong khi cô gái ngồi trước vừa lái xe vừa đuổi theo vừa hô liên tục là chặn xe nó lại dùm em anh ơi. Còn cô ngồi sau thì dùng điện thoại quay clip. Đuổi được một đoạn, xe máy của hai cô bị chính chiếc ô tô 7 chỗ ép vào lề, khiến cho cô gái ngồi sau vô cùng sợ hãi. Sau đó, chiếc ô tô này lao vào một xe máy đang đứng chờ đèn đỏ để tiếp tục chạy. Sau khi băng qua nhiều tuyến đường tới một ngã rẽ, chiếc ô tô đã va chạm hàng loạt với các xe máy đang lưu thông. Nhiều xe máy bị quái xế này cán vào gầm xe, đuôi xe, song may mắn là không có gây thiệt hại về người. Chạy thêm một đoạn nữa, tài xế quay đầu ô tô và tưởng như là sẽ bị tóm. Thế nhưng hắn ta lùi ô tô vào xe máy chặn phía sau, làm người điều khiển phải nhảy xuống đường, rồi bỏ chạy tiếp theo về hướng Bình Dương. Đến cuối gần đoạn clip, hai cô gái đã mất dấu của ô tô. Dù vậy thì có lẽ là lực lượng công an sẽ sớm bắt được tài xế ô tô trong một sớm một chiều. Người sở hữu ô tô có biển số là 93A14327 là Vũ Văn Tám, sinh năm 1971, ngụ tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Dương. Hiện vẫn chưa rõ là Vũ Văn Tám có phải là người lái ô tô lúc bị cảnh sát giao thông và người dân truy đuổi hay không. Và có rất nhiều comment xoay quanh vụ việc này, rất liều lĩnh, rất mong pháp luật xử lý, thiết bị hỗ trợ cho cảnh sát giao thông quá thô sơ, xem mà thấy thương cho mấy anh công an nhà mình. Và có người nói là hai bạn gan dạ quá nhưng hơi liều lĩnh, nhưng hai bạn vẫn đáng được biểu dương. Và vụ việc như thế nào thì bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật tại SNews. Và các bạn đừng quên hãy nhấn nút like, share và subscribe cho SNews đó nha. Cảm ơn, bye.